Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật, chia sẻ cùng quý vị, anh chị bạn về bàn cờ quân sự trên thế giới, cũng như là tình hình điểm nóng ở tại Ukraine ngày hôm nay. Về bàn cờ quân sự trên thế giới, chúng ta vẫn đang thấy một phương Tây tập thể đưa ra những thông điệp nói rằng Tổng thống Putin vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm vào cái tội ác chiến tranh. Nếu mà nói về điều này và được thế giới ủng hộ, thì tôi nghĩ rằng là trước khi xét xử Tổng thống Putin thì cần phải xét xử toàn bộ quan chức và cựu quan chức của Mỹ và châu Âu. Lúc đó mới thực thi tới Tổng thống Putin. Nghe có vẻ nó mới gọi là hợp lý. Ai đã bắt đầu cuộc chiến ở tại Iraq mà hoàn toàn không bị xử lý bởi quốc tế? Ai đã ném bom 54 mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc? Và cũng chẳng quan tâm tới vấn đề nhân đạo, chẳng quan tâm đến vấn đề đó luật pháp quốc tế. Ai tàn phá cả Trung Đông? Lúc đó luật pháp quốc tế để ở đâu? Nắm giữ luật pháp quốc tế ở đây đâu? Cho nên nói rằng là Tổng thống Putin vi phạm luật pháp quốc tế thì cũng phải nhìn lại ở chính Ukraine trong 8 năm. Là từ năm 2014 đến năm 2022. Chuyện gì đang xảy ra tại Donbass? Ở tại Ukraine ngày hôm nay là một quốc gia dân chủ hay là một quốc gia độc tài toàn trị bởi chủ nghĩa Maidan? Nếu như dân chủ thì làm sao lại phân biệt chủng tộc? Tại sao lại dựng tượng đài Maidan lên? Đó là những gì mà thế giới cần phải lên án. Không thể nào cho cái mầm mống phát xít tiếp tục đó là trỗi dậy ở tại châu Âu được. Những cái cáo buộc của phương Tây tập thể, nó chỉ là cáo buộc theo kiểu trò chơi bầy đàn, kiểu chó cắn đàn thôi. Chứ một phương Tây tập thể mà quan tâm tới nhân đạo, tới luật pháp quốc tế, tới những giá trị của con người, quan tâm tới hòa bình, thì thế giới này đã hòa bình lâu rồi, chứ nó không phải loạn lạc như ngày hôm nay. Cho tới tận ngày hôm nay, Hoa Kỳ đâu đã từ bỏ con đường cách mạng màu, ý đồ muốn xây dựng một cuộc đảo chính cách mạng màu ở tại Georgia khi mà diễn ra bầu cử quốc hội vào tháng 10 này. Và hiện tại ở Indonesia đấy, đang cách mạng màu đấy anh chị, người dân đang xuống đường để phản đối về chính sách bầu cử ở tại Indonesia đấy. Đấy là giá trị của Hoa Kỳ đấy. Bởi vì Hoa Kỳ rất a cay khi đang đánh mất đi, khi mất đi cái vị thế ảnh hưởng của mình ở ASEAN, đang rất a cay về việc đấy. Nhưng dù Hoa Kỳ có tiếp tục kích động nhằm giữ cái thế độc tôn độc tài của mình cũng không bao giờ thành công, vì thời gian đang không đứng về phía Mỹ. Trong năm nay mà Hoa Kỳ không hạ lãi suất, nó đã là một cái tin đáng báo động cho Hoa Kỳ rồi. Trần nợ công của Mỹ từ giờ đến cuối năm nó sẽ vượt 36.000 tỷ đô. Nếu như bước sang tháng 9, tháng 10, 11, 12 này, Mỹ vẫn cứ tiếp tục không thể hạ được lãi suất xuống, thì trần nợ công của Mỹ nó còn tăng vọt, và thế giới còn tiếp tục rời bỏ đồng đô, Những gì mà phương Tây tuyên bố về giá trị dân chủ nhân quyền ngày hôm nay, trước khi nghe về những lời tuyên bố đấy, thì hãy nhìn vào Đại Trung Đông, hãy nhìn vào Ukraine, nhìn vào những nơi mà Hoa Kỳ dúng tay vào. Đó là kịch bản của CIA Hoa Kỳ sử dụng cách mạng không khói, từ cách mạng không khói chuyển sang cách mạng nội chiến. Myanmar ngày hôm nay bao giờ thì quay trở lại hòa bình? Nội chiến liên miên, trẻ em từ 10 tuổi trở lên là bắt đầu cầm súng đạn ra chiến trường bụp nhau rồi. Đấy là những giá trị dân chủ nhân quyền. Trò chơi của Hoa Kỳ thất bại và tiếp tục thất bại thì không thể thành công được. Điểm yếu lớn nhất của Mỹ ngày hôm nay có hai điểm, là Đông Âu và Trung Đông. Trong đó cái đòn chí mạng nó đang giáng vào là đồng đô la. Bây giờ cả hai khu vực Hoa Kỳ đều giảng háng rồi, đều sao lầy rồi. Ở tại Ukraine thì chính quyền Ukraine nghe theo phương Tây cũng đang giảng háng trên hai mặt trận rất lớn, là mặt trận Donbass và mặt trận Sumy đấy, cũng đang giảng háng ra đấy. Đó là sự thất bại. Ngày hôm nay Hoa Kỳ làm gì để giúp đỡ cho Ukraine tiếp? Làm gì để giúp đỡ được bây giờ?
mọi thứ đang trở nên thất bại. Chính bản thân ông Shiaki cũng phải thừa nhận cái sự thất bại của mình trên chiến trường, trên mặt trận Donbass. Nhưng mà Zelensky ngày hôm qua bắt đầu đưa ra một lời tuyên bố: chúng tôi đang lên một cái kế hoạch và sẽ trình bày kế hoạch này với Hoa Kỳ để buộc Nga phải thất bại. Và Kiev cũng kêu gọi phương Tây cần phải đưa ra những quyết định dứt khoát để đè bẹp Liên bang Nga. Đó là kích hoạt hệ thống phòng không trên lãnh thổ NATO để bắn hạ tên lửa và UAV của Nga trên bầu trời Ukraine, rồi cho phép Ukraine sử dụng tên lửa dẫn đường tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Đây là hai quyết định để đè bẹp Liên bang Nga. Kinh thế không? Những tuyên bố trong tháng 8 2024 này của Ukraine nó đang thể hiện họ đang bước trên những cái bước đường cùng dẫn tới cái sự thất bại. Nó đang thể hiện cái việc đấy. Trong khi đó bản thân Mỹ cũng thừa nhận những thành công của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, khi mà lực lượng vũ trang Liên bang Nga vẫn đang tiến lên mỗi ngày ở khu vực Donbass và Ukraine thì đang thất bại với cuộc phản công vào cớt. Hơn 10.000 binh sĩ của Ukraine ngày hôm nay có cơ hội đâu để tháo chạy khỏi chiến trường đó, làm gì có cơ hội đó. Vậy mà đòi lên kế hoạch để buộc Nga phải chấm dứt xung đột. Nghe lời tuyên bố của Zelensky là thấy ngay Hoa Kỳ mất cả chì lẫn chài. Cuộc phản công vào cớt cũng khiến Kiev mất cả chì lẫn chài. Làm gì còn cái gì nữa. Đó là những cơn ác mộng đang ập tới Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó Nga đang quyết chơi tất tay với Ukraine ở cớt cũng như trên toàn bộ cục diện cuộc chiến. Đang tuyên bố về việc đấy. Đó chính là những sự thất bại vô cùng lớn của thế giới phương Tây khi mà ủng hộ cho một cuộc chiến tranh ủy nhiệm Ukraine sau gần 3 năm. Và họ đang dần thất bại. Nga cũng đang lên kế hoạch để sáp nhập thêm lãnh thổ của Ukraine. Khi kế hoạch này có thì đương nhiên nó sẽ được thực hiện thôi. Nó không thể không được thực hiện được. Những tín hiệu mà phương Tây gửi cho Ukraine ngày hôm nay đều là những thông tin không mấy khả quan và tốt đẹp. Vì Ukraine bây giờ cần tăng chi viện. Ukraine cần phương Tây tập thể lên một kế hoạch đầy đủ để hỗ trợ Ukraine không chỉ là khí tài mà cả nguồn nhân lực nữa. Trong vòng 3 đến 6 tháng Ukraine không thể đào tạo ra những lữ đoàn có thể sử dụng mà đầy đủ khí tài của phương Tây được. Không thể làm được cái việc đấy. Với những lữ đoàn hiện tại đang bị ép buộc ra chiến trường bằng vũ lực sẽ thúc đẩy mạnh hơn nữa cho lực lượng đảo ngũ đầu hàng trước quân Nga. Chứ ra chiến trường thì dùng súng bộ binh thông thường bản thân binh sĩ đấy còn chưa dùng được. Bản thân bộ binh Mỹ sử dụng của Ukraine sử dụng các thiết bị bộ binh còn chưa dùng được. Thì làm sao có tinh thần chiến đấu được. Trong khi đó Anh đang cáo buộc một phương Tây tập thể đang dối trá tuyên truyền ở mặt trận cớt. Ukraine đã đi một nước cờ sai lầm ở nơi đấy. Nhưng để rồi phương Tây tập thể vẫn đang cố gắng tuyên truyền một cách dối trá. Một cách dối trá toàn diện về cuộc phản công vào cớt được cho là thành công của thế giới phương Tây. Ngày hôm nay quân đội Nga tiếp tục tấn công hiệp đồng bằng tên lửa Kinro vào các sân bay của Ukraine. Ngày 26 tháng 8 Nga đã có một cuộc tấn công quy mô lớn bằng nhiều loại hỏa lực trên không, trên bộ, trên biển, bằng nhiều loại tên lửa khác nhau, bằng nhiều loại UAV tấn công đồng loạt vào cơ sở năng lượng của Ukraine. Và Ukraine đã báo động về một mùa đông khó khăn chưa từng có trong lịch sử vì thiếu năng lượng. Thì ngày hôm nay Nga tiếp tục hợp đồng tác chiến tấn công vào sân bay của Ukraine. Quân đội Nga tấn công tên lửa vào các sân bay của Ukraine trong đêm hôm qua. Bộ phòng Nga đưa tin tuyên bố cho biết là quân đội Liên bang Nga phát động tấn công hợp đồng từ trên không tầm xa có độ chính xác cao, bao gồm tên lửa Kinro và các máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng sân bay cực kỳ quan trọng của Ukraine. Trong khi trước đó là cuộc tấn công hỗn hợp vào cơ sở năng lượng thì hôm nay là hợp đồng tác chiến tấn công vào cơ sở sân bay. Thông báo nhấn mạnh là tất cả các mục tiêu được định vị trước đó đều bắn trúng. Quân đội Nga giải phóng một số khu vực ở Donetsk như là Olovka,
các đơn vị nhóm quân trung tâm này, nhờ quốc hoạt động hoạt động tích cực giải phóng khu định cư Oloka ở Cộng hòa Nhân dân Đô Nhân này, đánh thiệt hại các lữ đoàn 53 và cơ giới 110 và 25 quân đội Ukraine và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ 109 trong các khu vực định cư ở tại Donetsk. Nga vẫn đang tạo đà tiến lên ở khu vực Donetsk. Đây là những sự thất bại. Vậy mà để rồi còn tuyên bố là F-16 đã cất cánh để đánh chặn thành công cuộc không kích của Liên bang Nga. F-16 đã cất cánh. F-16 bây giờ đang núp lùm ở miền Tây. Cất cánh ra chiến trường, họ thừa biết cất cánh trên trường là trở thành bó đuốc trên bầu trời. Nga đang săn lùng từng ngày một, từng giây, từng phút một, xem F-16 nó ở đâu để tiêu diệt. Nhưng hệ thống sân bay của Ukraine tiếp tục bị tấn công như hiện tại, càng gây khó khăn hơn nữa cho khả năng hậu cần. Trong giao tranh ở vùng cớt, quân đội Ukraine đã thiệt hại lên tới 6,6 nghìn lính. Ngày hôm qua là tổng cộng là 6,2 nghìn. Hôm nay là 6,6 nghìn lính. Đây là thành quả Ukraine đột kích vùng cớt. Trong suốt thời gian giao tranh ở khu vực biên giới vùng cớt, các đơn vị của Nga tiêu diệt 6,6 nghìn binh sĩ Ukraine và 73 xe tăng, 34 xe chiến đấu binh, 62 xe bọc thép chở quân và 432 xe chiến đấu bọc thép. Theo Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ, đây là tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ngày hôm nay. Khi thực hiện đòn tấn công của cớt, quân đội Ukraine cũng mất tới 400 lính ở khu vực cớt trong một ngày. Trong một ngày thì tổn thất quân đội Ukraine lên tới 400 lính và 30 xe bọc thép, bao gồm 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 28 xe chiến đấu bọc thép và 13 xe ô tô, cũng như là 3 khẩu pháo, 2 bệ phóng tên lửa phóng loạt, bao gồm HIMARS do Mỹ sản xuất và 2 súng cối. Lợi thế, thành công đấy, của lực lượng vũ trang Ukraine ngày hôm nay. Cuộc phản công vào cớt là một bước đi đã dẫn tới cái việc sụp đổ toàn bộ chiến tuyến mà Vũ Quang vẫn gọi là tham bát bỏ mâm. Kiếm được một cái bát, bỏ nguyên mâm cỗ. Còn đại tá của Mỹ tiết lộ là cách ông Putin tránh bẫy nguy hiểm và ca ngợi Tổng thống Putin quá thông minh trong cái kế hoạch mà phương Tây tập thể hỗ trợ Ukraine tấn công vào cớt, tưởng chừng đẩy Nga vào cái bẫy. Nhưng mà chính phương Tây tập thể mới là người rơi vào cái bẫy. Tổng thống Nga Putin ấy sẽ không dính bẫy trước những hành động khiêu khích của NATO. Đại tá Mỹ đã nghỉ hưu chia sẻ điều này với lại báo chí. Ông đã bình luận như vậy về ý kiến cựu nhà phân tích CIA Ronson rằng cuộc tấn công lực lượng vũ trang Ukraine vào cớt có lẽ có sự liên quan tới tình báo Mỹ. Ông nói rằng là Putin đã tính toán quá thông minh khi sử dụng điều này làm cái cớ để mở rộng cuộc xung đột, tấn công mạnh mẽ hơn nữa vào Ukraine. Ông nói thêm rằng là thật tuyệt này, nếu có một người nào đó ở Washington có khả năng lãnh đạo bằng một nửa nhà lãnh đạo Nga thì đất nước Mỹ đã được nhờ. Vào hồi tháng 3 thì Tổng thống Putin tuyên bố Nga không có ý định gây chiến với NATO vì chênh lệch chi tiêu quân sự quá lớn. Như vậy vào năm 2022, Hoa Kỳ đã chi 811 tỷ USD, trong khi chi phí quân sự của Liên bang Nga chỉ là 72 tỷ. Chỉ là 72 tỷ. Gấp hơn 10 lần riêng Hoa Kỳ không. Nhưng mà về cái số lượng và chất lượng khí tài mà Hoa Kỳ đang có thì lại không bằng Liên bang Nga. Qua thông tin của vị đại tá người Mỹ nói về cái bẫy thì chúng ta đang thấy việc Ukraine phản công vào cớt rõ ràng chính Ukraine tự mở ra một mặt trận thêm 1.000 cây số nữa đấy, tạo cho Nga có một cái cớ đầy đủ theo luật pháp quốc tế để phản đòn tự vệ và đẩy lùi quân đội Ukraine chứ. Nhưng mà trước khi hành động điều này, Liên bang Nga đang sử dụng cớt và Sumy làm cỗ máy để xây tiền vũ trang và nguồn nhân lực của đối phương, bào mòn sinh lực và khí tài của đối phương một cách hiệu quả mà vẫn bảo vệ được binh sĩ của mình. Đây mới là sự thành công. Và cách đánh này vẫn rất quen thuộc của Nga. Nga bao giờ cũng bao vây ba hướng để cho Ukraine có một nối thoát và có một nối để chi viện. Nhưng chính cái nối thoát đó lại được Nga kiểm soát bằng hỏa lực.
ra không được, vào cũng không xong. Quân đội Ukraine sẽ tổn thất rất lớn ở tại mặt trận cơ, sẽ lên tới hàng chục nghìn người vừa chết vừa bị thương và bị bắt làm tù binh. Con số thì không hề nhỏ. Và hàng chục nghìn trang thiết bị phương Tây viện trợ cũng sẽ bị bốc cháy và Nga thu giữ ở khu vực Kerch và Sumy. Đấy mới là thành quả thực sự mà Nga đang nhận được đến từ phương Tây. Nga cảnh báo Mỹ về thế chiến thứ ba ngày hôm nay khi mọi thứ đang đi quá xa. Một câu nói phương Tây đang đùa với lửa khi xem xét cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga bằng vũ khí của phương Tây, và cảnh báo Mỹ rằng thế chiến thứ ba sẽ không chỉ giới hạn ở châu Âu. Phát biểu với các phóng viên tại Một Câu ngày 27/8, Ngoại trưởng Nga Lavrov cáo buộc phương Tây đang tìm cách leo thang cuộc xung đột Ukraine và gây rắc rối bằng cách xem xét yêu cầu của Ukraine về nới lỏng các hạn chế sử dụng vũ khí do nước ngoài viện trợ. Ông gọi việc Ukraine đề nghị phương Tây cho phép tập kích vào sâu lãnh thổ Nga bằng tên lửa tôm rơi đầu là hành động đe dọa. Đây là sự đe dọa nhằm tạo ấn tượng cho phương Tây muốn tránh leo thang quá mức này. Nhưng thực tế đây là lằn ranh đỏ. Lằn ranh đỏ mạnh mẽ với Nga. Phương Tây không muốn tránh leo thang này. Nói rằng là phương Tây đang tìm cách gây rắc rối. Tôi nghĩ mọi người đã quá rõ về điều này, Ngoại trưởng nhấn mạnh. Ông cho biết là từ lâu chúng tôi đã nghe theo những đồn đoán về việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng không chỉ là tôm rơi đầu mà còn cả tên lửa tầm xa của Mỹ. Một số nguồn tin giấu tên Washington cho biết là các cuộc thảo luận về vấn đề này đang được diễn ra, yêu cầu Ukraine đang được xem xét một cách tích cực để giúp Ukraine sử dụng vũ khí dẫn đường tầm xa của Mỹ và tấn công sâu vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Cuối tuần trước thì truyền thông dẫn lời các quan chức cấp cao của Kiev cho hay Ukraine muốn tấn công các mục tiêu gần Mốt Câu hoặc là Saint Petersburg của Nga bằng tên lửa tôm rơi đầu của Anh cung cấp để triển khai và đánh giá lại, và cần phải do Anh cung cấp ấy, để khiến Nga phải đánh giá lại về chiến lược trong cái cuộc xung đột Nga Ukraine. Nhà ngoại giao Nga cũng nói thêm rằng là người Mỹ rõ ràng vẫn nghĩ thế chiến thứ ba là điều mà nếu xảy ra chỉ ảnh hưởng tới châu Âu, nhưng đây sẽ là một bước đi sai lầm của Hoa Kỳ, vì thế chiến thứ ba sẽ không hạn chế ở tại châu Âu mà nó sang tới đó là Hoa Kỳ. Vì Mỹ ngày hôm nay không còn là quốc gia có thể bảo vệ được mình nhờ các đường biên giới nữa, mà nó hỏa lực từ trên vũ trụ nó rót xuống. Một quả đến từ Liên bang Nga đủ để 1/2 nước Mỹ tê liệt. Và nó dẫn tới đầu hàng vô điều kiện từ đồng minh của Hoa Kỳ, trước đó là Liên bang Nga. Nga đang dồn lực vô hiệu hóa đà tiến công Ukraine, và Ukraine sẽ trả giá đắt ở tại khu vực Kerch ngày hôm nay. Ukraine sẽ phải trả giá đắt ở khu vực Kerch. Nhưng cuộc tấn công vào Kerch, chính quyền ông Zelensky cùng phương Tây vẫn đang sử dụng nó để bia cho kế hoạch của mình, khiến Nga thất bại chiến lược. Mặc cho mọi tổn thất trên chiến trường, Zelensky đâu cần quá quan tâm. Zelensky chỉ cần quan tâm duy nhất phương Tây tập thể vẫn còn viện trợ, thì Ukraine sẽ còn tiếp tục thực hiện đòn tấn công vào Nga. Cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực Kerch của Nga khiến Kiev phải trả giá đắt với số người lên tới là 6,6 nghìn người. Bộ Nga thông báo là quân đội Nga đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của nhóm xung kích thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Kerch của Nga trong một ngày. Ngoài ra, các nỗ lực tấn công của Ukraine tại các khu vực khác ấy cũng đã bị ngăn chặn, như ở tại Bryansk cũng như là Belgorod. Các cơ quan an ninh của Nga đang thực hiện một biện pháp an ninh tối đa để bảo vệ nhà máy điện nhân Kerch. Tình hình hoạt động của nhà máy đang được Nga kiểm soát, nhưng cơ sở này vẫn trong tình trạng báo động về khủng bố cao, vì Ukraine vẫn tiếp tục lên kế hoạch để tấn công nhà máy điện hạt nhân Kerch nhằm đe dọa đời sống của nhân dân Liên bang Nga. Ý đồ của Ukraine mong muốn kiểm soát nhà máy Kerch mới là ý đồ thực sự trong kế hoạch của phương Tây, nhưng nơi đây Ukraine đang phải trả một giá quá đắt cùng với lại NATO. Còn Tổng tư lệnh Ukraine bất ngờ thừa nhận thất bại quan trọng ở Kerch. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine ngày hôm qua đã thừa nhận
về tình trạng ngặt nghèo ở tại Donbass thì ngày hôm nay là thừa nhận sự thất bại của mình ở tại Kerch rồi. Kiev hy vọng sẽ kéo lực lượng Nga ra khỏi khu vực khó khăn của tiền tuyến. Tổng tư lệnh Ukraine ông Syrky cho biết cuộc tấn công vào vùng Kerch của quân đội Ukraine là một bước là một nước cờ mạo hiểm nhằm buộc Nga phải chuyển quân khỏi một khu vực quan trọng của tiền tuyến. Nhưng vị tư lệnh cấp cao của Ukraine đã thừa nhận rằng Moscow đã không mắc bẫy. Một trong những nhiệm vụ tiến hành chiến dịch tấn công theo hướng Kerch là chuyển hướng lực lượng địch đạn của lực địch đáng kể từ các hướng khác, trước hết là hướng Bodrov, hướng Bodrov và hướng Kurakov. Vị tướng Syrky phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev ngày 27 tháng 8 cho biết, tất nhiên là kẻ thù hiểu về điều này, vì vậy họ tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào các hướng Bodrov này, nơi tập trung nhiều đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất, ông Syrky cho biết. Kẻ thù đang cố gắng rút các đơn vị khỏi các hướng khác, trong khi ở hướng Bodrov ngược lại, họ đang tăng cường nỗ lực, ông Syrky tuyên bố khi mô tả về tình hình ở tại Bodrov là khá khó khăn. Và bản thân Ukraine đã thất bại về cuộc tấn công vào Kerch vì lực lượng Nga không kéo giãn lực lượng của mình ra khỏi khu vực mặt trận miền Đông. Chính bản thân Hoa Kỳ cũng lo sốt vó về những hành động lạ của Nga trong mặt trận Kerch, vì họ không thấy sự di chuyển, luân chuyển quân từ mặt trận Donbass trở về để cứu nguy cho Kerch. Khi mà Nga không có hành động như vậy thì càng đẩy phương Tây tập thể vào kế hoạch khó khăn hơn. Khi họ đang bia quảng bá cho cuộc phản công vào Kerch được cho là chiến công rất lớn của Ukraine và là sự thất bại phòng thủ của Nga ở trên đường biên giới. Nhưng đến ngày hôm nay họ đang thấy Nga đang dương đông kích Tây, Nga đang thừa thắng xông lên ở mặt trận Donbass và tiếp tục bào mòn sinh lực của đối phương một cách hiệu quả và có hệ thống. Điều quan trọng là hơn 10.000 binh sĩ Ukraine ở khu vực Kerch hiện tại đang bị bào mòn và không có đường tháo chạy, một đi không trở lại đấy. Còn Tổng thống Zelensky tuyên bố cứng rắn là không có lý do gì để đối thoại với Tổng thống Putin. Kinh nghiệm, không có lý do gì để đối thoại với Tổng thống Putin. Zelensky cũng nói rằng đang lên một kế hoạch để khiến cho Nga thất bại và buộc phải chấm dứt xung đột. Mọi cuộc đàm phán với Liên bang Nga ngày hôm nay là đều trở nên vô nghĩa. Tuyên bố quá cứng rắn và mong rằng Zelensky sẽ giữ được cái lập trường này. Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng ở giai đoạn này, việc đối thoại với nhà lãnh đạo Nga Putin là vô nghĩa vì ông Putin không muốn chấm dứt cuộc chiến chống lại Ukraine bằng các biện pháp ngoại giao. Ai cũng biết, người không muốn chấm dứt chiến tranh ở tại Ukraine là Hoa Kỳ và Anh. Còn bản thân Zelensky làm gì có cơ hội để đưa ra những lời tuyên bố liên quan tới cuộc chiến của mình. Mọi hành động và kế hoạch đều do Nhà Trắng quyết định, chứ đâu phải do Zelensky quyết định đâu. Cuộc chiến kéo dài gần 3 năm. Đến một kế hoạch để giúp cho Ukraine có được thế cân bằng với Nga còn chưa có. Kêu gào rát cổ họng mà phương Tây còn chưa viện trợ đầy đủ lá chắn phòng không và hỏa lực tầm xa cũng như là hỏa lực trên không, thì lấy đâu ra cơ hội để mà áp đảo Nga mà khiến Nga thất bại được. Trong khi đó Nga không bị hạn chế về việc sử dụng vũ khí, Nga không bị hạn chế và thiếu các loại hỏa lực ở trên tất cả các mặt trận. Mọi thứ với Nga ngày hôm nay vượt trội hơn nhiều so với những gì mà Ukraine đang nhận hỗ trợ từ phương Tây. Vậy thì cơ hội nào dành cho Ukraine? Trong cái kế hoạch mới của Ukraine đối với Nga ấy, còn đang tiến tới một kế hoạch chưa từng có là thuyết phục phương Tây tập thể để cho Ukraine sử dụng vũ khí dẫn đường tầm xa tấn công sâu vào Liên bang Nga để thay đổi cục diện chiến trường và buộc Nga phải thất bại chấm dứt xung đột. Đó là những bước đi liều lĩnh hiện tại mà bản thân Mỹ cũng đang xem xét về kế hoạch đấy. Còn phía Nga đã cảnh báo điều đó có thể dẫn tới thế chiến thứ ba đấy, chứ không đơn thuần là cuộc chiến ở tại Ukraine không. Mà thế chiến thứ ba nó không hạn chế ở tại châu Âu, mà nó sẽ là một cuộc tấn công toàn diện vào cảng Hoa Kỳ. Khi mà lực lượng vũ trang Ukraine đang không thành công trong cái cuộc tấn công vào khu vực Kerch, thì lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang cố gắng tìm mọi cách để vượt biên giới vào khu vực Belgorod của Nga. Đây được coi là một mặt trận tiếp theo đấy. Các lực lượng Ukraine có thể đang cố gắng vượt qua biên giới vùng tỉnh Belgorod của Nga.
nhằm tạo ra thêm mặt trận chống lại Liên bang Nga. Ukraine ngày 26 tháng 8, ông Zelensky cũng tuyên bố: chúng tôi đang tập hợp lực lượng, chúng tôi đang tập hợp lực lượng để tấn công vào khu vực mới của Nga, Bryansk. Trong khi Nga đã thành lập 3 cánh quân bao vây khu vực Kursk và Belgorod, chặn đứng mọi đà tiến công của Ukraine và bào mòn sinh lực của Ukraine rồi. Ukraine cũng đang nhận thấy cái thế bí bách của mình. Khi mà nhận thấy cái thế bí bách của mình thì bản thân Ukraine cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đó là tiếp tục cuộc chiến. Làm gì lựa chọn nào khác đâu. Ngày hôm qua thì bản thân Ukraine nói rằng đã điều động F-16 tham chiến với Nga. Đã điều động F-16 rồi. Như là Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ đã sử dụng F-16 để đối phó với cuộc không kích lớn chưa từng có của Nga nhằm vào mục tiêu Kiev. Đã điều động F-16. Trong một buổi họp báo ngày 27 tháng 8, ông Zelensky cho biết là các tiêm kích F-16 của nước này đã được huy động để bắn rơi tên lửa của Nga trong cuộc tấn công hôm 26 tháng 8. Máy bay F-16 cho thấy kết quả rất là tốt. Chúng tôi đã đẩy lùi một số tên lửa và máy bay không người lái bằng máy bay F-16 trong cuộc tấn công lớn này, này. Và chúng tôi biết ơn các đối tác đã cung cấp cho chúng tôi F-16. Đây là cơ hội để BA. Nhưng không biết là F-16 có cất cánh hay là không. Nga đã phóng tới gần 300 tên lửa. Và trong ngày hôm qua 27/8, Nga tiếp tục thực hiện đòn hợp đồng tác chiến để tấn công vào các sân bay. Tổn thất liên miên diễn ra ở đất nước Ukraine ngày hôm nay. Nhưng ông Zelensky vẫn chơi trò chơi thắng đầm vua, thua đóng phim. Chiến thắng của Ukraine đang ở trên phim, do dàn dựng bởi ông Zelensky. Gần 3 năm trôi qua, một phương Tây tập thể thử lửa trước Nga. Nhưng những gì mà phương Tây đang thử lửa chưa tạo ra được những kết quả chiến thắng, chưa tìm kiếm được một khe hở để tạo lợi thế cho Ukraine. Và có lẽ thất bại lớn nhất của Ukraine ngày hôm nay là không xây dựng được những tuyến phòng thủ kiên cố nhiều lớp nhằm duy trì chiến dịch lâu dài. Nếu ngay từ đầu bản thân Hoa Kỳ có thể tính toán được tiềm lực quân sự của Liên bang Nga như ngày hôm nay, thì tôi nghĩ rằng bản thân Hoa Kỳ đã xây dựng các tuyến phòng thủ nhiều lớp kiên cố để duy trì cuộc chiến. Để duy trì cuộc chiến. Khi mà có cái tuyến phòng thủ kiên cố nhiều lớp thì lực lượng bộ binh của Nga không dễ được vượt qua được. Đúng không? Lúc đó Ukraine không cần tấn công, nó chỉ ngồi một chỗ để chờ quân Nga tới thôi. Thì riêng việc kéo dài cuộc chiến như vậy thôi là Nga đã mệt mỏi rồi. Nga quá mệt mỏi rồi. Và tránh cái tổn thất lớn như Ukraine ngày hôm nay. Nhưng bởi vì phương Tây tập thể quá chủ quan, đánh giá sai lầm về tiềm lực của Nga, về tầm ảnh hưởng của Liên bang Nga trên vũ đài quốc tế. Chính vì đánh giá sai lầm như vậy mà 22.000 lệnh trừng phạt áp lên Nga rồi mà nền kinh tế Nga không xi nhê gì. Không xi nhê gì cả. Thì đấy là một sự thất bại thôi. Đúng không? Trong suốt thời kỳ đơn cực thì Hoa Kỳ quen cái thói ăn trên ngồi trước rồi. Có giờ thèm lắng nghe quốc gia nào đâu. Một mình Hoa Kỳ quyết định đúng và sai trên thế giới. Hoa Kỳ thích phát động cuộc chiến ở bất kỳ đâu, đấy là quyền của Hoa Kỳ. Mà cần gì quan tâm luật pháp quốc tế, cần gì đâu. Vì chúng ta đang biết là các tổ chức quy tê cũng chỉ là công cụ của Hoa Kỳ thôi. Cũng chỉ là công cụ nước Mỹ sử dụng để bao vây thế giới thôi. Và những gì chúng ta đang thấy ở tại Trung Đông là một minh chứng cho một nước Mỹ không còn vĩ đại như trước đây, không còn mạnh mẽ như trước đây và không tầm ảnh hưởng như trước đây. Ở tại Trung Đông nó đang đẩy Hoa Kỳ vào cái tình thế đuối sức hụt hơi. Khi mà họ đang không thành công ở tại Ukraine là đẩy Ukraine cho việc viện trợ đấy cho châu Âu. Vì châu Âu không đủ năng lực để làm việc đấy. Thì Hoa Kỳ buộc phải lo cho cả hai mặt trận, không được bỏ rơi ông nào cả. Ngoài ra phải tiếp tục chi tiền cho các cuộc cách mạng màu trên thế giới như ở Indonesia, thậm chí là Campuchia và Georgia trong tháng 10 này. Nhưng mà cuộc cách mạng màu chưa ra ở Georgia thì Nga đã phát lệnh cảnh báo rồi. Đã phát ra lệnh cảnh báo đối với Ukraine, đối với Hoa Kỳ rồi. Đó. Trong khi ở tại Ukraine rất có thể là Nga sẽ mở rộng cuộc chiến với cái cớ tấn công một cớt. Khi điều đó xảy ra thì Hoa Kỳ cũng chỉ ngồi một giấy chết thôi, biết làm gì được.
Theo báo cáo của Ukraine cũng báo cáo rằng là Nga đã điều động tới 30.000 quân tới Kursk. Phía Nga chưa bình luận thông tin này, không biết là đúng hay sai như thế nào, chưa rõ. Rằng Nga điều động 30.000 quân tới đây. Một trong những mục tiêu của cuộc tấn công Kursk là chuyển hướng đáng kể của lực lượng Nga ra khỏi những khu vực khác. Nhưng điều này đã thất bại. Còn ông Zelensky nói rằng chúng tôi tấn công vào Kursk là để tránh một cuộc bao vây và chiếm đóng khu vực Sumy và trung tâm thành phố Sumy của Ukraine. Đấy là ông Zelensky nói. Nhưng mà tư lệnh Zelensky thì nói khác. Và đầu cuộc chiến thì Ukraine cũng nói khác. Đến bây giờ thì bản thân ông Zelensky cũng nói khác. Riêng về những lời tuyên bố của các quan chức Ukraine, tôi là phương Tây chạy theo không kịp rồi. Và không hiểu đâu là lời tuyên bố thực sự xuyên suốt của Ukraine nữa. Chơi theo kiểu sớm nắng chiều mưa giữa trưa ngừng. Hoa Kỳ cũng bó tay. Và những đánh giá thông tin không đúng về chiến trường càng khiến cho phương Tây khó khăn trong việc viện trợ. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.